Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, mình có để đường link dưới phần mô tả video nha. Anh em nào mà xài Facebook có thể nhắn tin qua trang fanpage nha mọi người. Anh em kết vào đường link dưới phần mô tả video để tránh bị lừa đảo nha. Số điện thoại của bên mình là 0839444400, số thứ hai là 0618748. Số thứ ba là 0585351. Thời gian làm việc của bên mình là từ 8:30 sáng đến 8:00 tối nha. Bên mình thì bán hàng có ship co toàn quốc luôn. Anh em ở tỉnh thì vui lòng cọc trước phí ship, bên mình ship hàng. Anh em được test máy, kiểm tra máy ok rồi mới nhận. Bên mình bán hàng sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng một đổi một đối với hàng chính hãng nha, và 1 tháng một đổi một đối với hàng xách tay. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc và tai nghe nha. Có những máy có tai nghe và những máy không có tai nghe. Anh em thông cảm nha mọi người. Cái là cái Realme 9i nha, RAM là 6, bộ nhớ trong 128, 4350, ngoại hình đẹp 99 nha. Đây, ngoại hình này còn keng nha mọi người. Realme 9i 4350. Xiaomi Mi 11T, RAM 8, bộ nhớ trong 128, máy thì đẹp 98 nha, có hơi trầy. Cái này bên mình bán với giá là 6.750.000 nha, 6.750.000. Oppo Reno 3A, RAM 6, 128, máy đẹp 99, 3 triệu 2 nha. Reno 3A, 3 triệu 2. Con Reno 3A thì nó chạy chip Snap nha mọi người. Con này là con Redmi 7, RAM 2, bộ nhớ trong 16, pin 4000, màn hình là 6.3, độ phân giải là HD nha. Con này thì nói chung là nó bị mẻ kính một xíu. Giá bán của bên mình là 1.150.000, giá chuyển trái nha. Redmi 10 RAM 6 128, con này nứt nhẹ kính camera sau, giá bán là 3.2 triệu, Redmi 10 nha. Winmark Aris RAM 8 128 nha, Aris. Máy thì còn đẹp keng 99, 3.6 triệu. iPhone 7 Plus Lock 32GB. Con này thì ngoại hình nó hơi xấu nha, vỏ rất là xấu, giá bán là 2.750, 7 Plus Lock nha. Samsung Galaxy S10 5G bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 512 nha. Con này thì viền nó hơi trầy dăm dăm nha. Giá bán là 5.650.000, S10 5G 512GB. Realme 8 nha, RAM 8 128, máy đẹp 98 nha, 4.050.000, Realme 8. Samsung Note 20 Ultra phiên bản 5G nha. Cái này thì ngoại hình đẹp 98, xách tay hàng. Giá bán của bên mình là 13 triệu 9 nha, xách tay hàng. Con này thì chạy chip Snapdragon là 865 nha. RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB. Cái này là màu đồng nha. Đó, máy 98 cắn nhẹ thôi. 13 triệu 9 nha. Note 20 Ultra 5G 13 triệu 9. Hôm nay mình về được một ít Note 10 Plus 5G nha. Ba màu Note 10 Plus 5G, xách tay hàng nha mọi người, xách tay hàng. Máy thì ngoại hình tầm 98 99 nha, nói chung là máy còn rất là đẹp. Note 10 Plus 5G màu đen. Máy này tầm 98 99% nha mọi người, giá bán là 7.6 triệu. Note 10 Plus 5G 7.6 triệu nha. Máy đẹp nha mọi người, tầm 98%, Note 10 Plus 5G, 7.6 triệu, mình có đủ 3 màu nha. Samsung Galaxy S20, xách tay Hàn Quốc nha. Con này thì RAM 12GB, chạy chip Snapdragon 865 luôn. Giá bán của bên mình là 6.950.000, S20, 6.950.000 nha. Samsung Galaxy Note 10 5G, xách tay Hàn. RAM 12GB. Cái này ngoại hình tầm 98% nha. Giá bán là 5.650.000, S10 5 Galaxy Note 10 5G, xách tay Hàn Quốc.
Samsung Galaxy A32 nha. Cái này thì máy còn rất là đẹp, tầm 98%. 4.150.000 nha, A32, RAM 6 128 màu xanh. Samsung A52 nha, còn A52 thì nó mẻ kính một tí đây. Đây, mẻ một xíu rồi nha. Giá cực kỳ yêu thương luôn. 4.550.000 A52 nha, 4550. Mẻ một tí là không ảnh hưởng gì nha mọi người. Chức năng full, máy nguyên zin, vẫn còn bảo hành chính hãng luôn đó. Samsung Galaxy Note 9 nha, cái này bị lưng. Lưng xấu quá. Màn hình nó có ám nha. Màn hình nó ám. Đây, màn hình nó ám. 2.850.000 nha, Galaxy Note 9, viền xấu, lưng bể, màn hình nó hơi ám nhẹ nha. 2.850.000 thôi. Samsung Galaxy Note 8, con này màn hình nó cũng ám nhẹ nha. Ám nhẹ thôi. Nói chung mấy cái này ám cũng nhẹ nhẹ nha. 2.350.000 Galaxy Note 8. Galaxy Z Flip nha, Z Flip 3. Cái này thì hàng chính hãng vẫn còn bảo hành. Z Flip 3 nha. Giá bán của bên mình là 11.500.000 Z Flip 3. Cái này thì nó hơi trầy xíu. 11.500.000 nha, Z Flip 3 nha mọi người. Đây, 11.500.000, hàng chính hãng vẫn còn bảo hành. Galaxy Z Flip 1. Cái này thì ngoại hình tầm 97% thôi nha. Nó xài hai sim luôn, hai sim nha, một sim vật lý và một eSIM. Những con này là màn hình dẻo nha mọi người. Giá bán của bên mình là 7.000.000 Galaxy Z Flip 1. iPad nha mọi người, này là iPad Gen 9, Wi-Fi 32GB, máy thì đẹp 99 nha. Để mình lột cái mặt lừa, cái bao da ra nha. Đây, iPad Gen 9. Nguyên zin. Hàng xuất tay Mỹ nha, Gen 9. Đây, thế hệ 9 nha, 32GB. Máy đẹp 99. iPad Gen 9 này thì bên mình bán với giá là 8.500.000 nha mọi người. Gen 9 8.500.000. Máy còn đẹp 99 nha. Anh em mua thì cho tặng thêm cái bao da nữa đây, iPad Gen 9. iPad Gen 6 Wi-Fi 32GB, máy đẹp 99 luôn nha, 5.500.000 Gen 6. 5.500.000 nha, Wi-Fi 32GB. iPad Gen 8, con này bản ZA. ZA là chính hãng nha, Gen 8. 32GB, con này đẹp lay new luôn, 8.000.000 nha, iPad Gen 8 lay new 8.000.000. iPad mini 4 nha, con này 128GB Wi-Fi, có 4G nữa nha, giá bán là 5.350.000. iPad mini 4, con này màn hình 7.9 inch nha, máy thì còn đẹp keng 99. Mini 4. iPad Gen 6 Wi-Fi 32GB, còn 4G nữa nha, có 4G nữa nha. Giá bán là 6.000.000, máy đẹp 98 nha. Những cái iPad Gen 6 này thì nó màn hình nó khá là đẹp luôn, màn hình là 9.7 inch, độ phân giải 2K, máy thì ngọn, ngoại hình còn rất là keng. 98 nha. Cái này đẹp hơn xíu. Giá bán là 6.250 nha. iPad Gen 6 Wi-Fi 4G. iPad Pro 9.7 inch 32GB cộng 4G nữa nha, có 4G nữa nha. Giá bán là 7.000.000 iPad Pro. iPad Gen 8 nha. Gen 8, máy đẹp 98 128GB. Giá bán là 8.150.000 nha, iPad Gen 8 128GB Wi-Fi 8150. Anh em nào cần xem ảnh chi tiết thì cứ IP Zalo nha, bên mình sẽ chụp hình gửi cho mọi người, anh em tham khảo. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G nha, 13.500.000, hàng chính hãng, bảo hành tháng 1 2023, máy đẹp 99, Z Flip 3 5G. Oppo Reno 6 5G, hôm nay có một cây full box, có sạc zin nha.
Máy trần thì bên mình bán với mức giá là 7 triệu nha, không có sạc zin thì bán với giá là 7 triệu. Còn máy có sạc zin như thế này thì giá bán là 7 triệu 2. Oppo Reno 6 5G nha. Những con Reno 6 5G này thì nó chạy con chip Dimensity 900 nha. Máy thì ngoại hình còn như mới luôn, giá mới thì vẫn còn khá là cao. Reno 6 5G full box 7 triệu 2 nha mọi người. Máy trần là 7 triệu, bên mình có hai màu luôn nha, bạc và đen. Vivo V23 5G. Con này rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, màu gold nha mọi người, màu cực kỳ đẹp và bắt mắt nha, màu này rất là bắt mắt luôn. Máy đẹp 99%, giá bán là 8 triệu nha. Vivo V23 5G 8 triệu. Mình có máy trần nữa nha. Máy trần đây, màu đen 7 triệu 8 nha mọi người. Màu gold rất là đẹp luôn, Vivo V23 5G nha. Màu đen là 7 triệu 8 nha mọi người, còn màu full box như thế này là 8 triệu V23 5G. Vivo V23E. V23E nha. 5 triệu, màu đen 5 triệu, full box luôn nha, V23E. Máy đẹp 99%. Xiaomi Redmi Note 10 5G, giá bán là 3.750.000 nha. Full box Xiaomi Redmi Note 10 5G nha. 3.750.000. RAM 4GB, bộ nhớ trong Note 10 5G để mình coi lại nha mọi người. Con này bản full box nha mọi người, bản RAM 8GB lận. Giá bán của bên mình là 3 triệu 9 nha mọi người, 3 triệu 9 full box RAM 8GB. Mình có bản RAM 4GB và máy RAM 4GB nữa nha. Mình có bản RAM 4GB, máy không full box nha, máy trần. Giá bán là 3 triệu 6 nha. Xiaomi Redmi Note 10 5G. Xiaomi Mi 11T RAM 8 256, máy đẹp 99 7 triệu 1 nha, kèm sạc zin. Sạc zin con này thì tới 67W nha. Đây, Mi 11T RAM 8 256. 7 triệu 1 nha mọi người, full box. Oppo Reno 7 5G nha, RAM 8 256, máy new, máy mới nha, chưa sử dụng nha. Con Reno 7 5G này rất là đẹp luôn. Máy mới mua ra nha, chưa có sử dụng, chưa có bỏ sim vô luôn nha, chưa bỏ sim, phụ kiện thì chưa có bung ra luôn nè. Reno 7 5G mới mua có được 2-3 ngày thôi, rất là đẹp nha. Reno 7 5G. Rất là mượt nha mọi người. RAM là 8, bộ nhớ trong 256GB. Chip xử lý là Dimensity 900U nha. Giá bán là 9 triệu 850 nghìn nha, 9 triệu 850 nghìn. Samsung S21 FE 5G RAM 8 256 màu tím 12 triệu nha. Mình có bản RAM 8 128 này, giá bán là 11 triệu rưỡi. S21 FE 5G. iPhone 13 hàng Việt Nam 128 GB, máy kích hoạt được có mấy ngày thôi nha, chưa sử dụng tới. Giá bán là 19 triệu. iPhone 13 128 GB nha, máy này là máy mới chưa sử dụng nha. Oppo Reno 7Z 5G nha, RAM 8 256, máy đẹp 99, 7 triệu rưỡi. iPhone 11 Pro Max nha, 64 GB, máy đẹp 98, pin thì còn khá cao, pin 90 nha. Giá bán là 12 triệu 7 nha. Xiaomi. Con này là C9E nha mọi người. C9E. Mi C9E nha. Con này tìm nói chung là hình xấu, giá chữ trái cho mọi người thôi, 1 triệu 750 nghìn. RAM 6GB lận nha. Con này thì chip khá là mạnh luôn. Màn hình OLED, vân tay trong màn hình. C9E nha, nứt mặt lưng sau, 1 triệu 750 nghìn. XS Max nha, màu gold, máy đẹp. Gb màu gold nha. Pin còn 91 nha mọi người. Nói chung là máy đẹp XS Max. Giá bán là 8 triệu 450 nghìn XS Max nha, màu gold. Pin cao 8 triệu 450 nghìn.
12 Pro Max máy đẹp keng bản Mỹ. Nha, bản Mỹ. Pin còn 93, 12 Pro Max nha. Pin 93 bản Mỹ, máy đẹp 98%. Giá bán là 19 triệu 9 nha. 12 Pro Max 19 triệu 9. Realme X2 Pro. Con này chạy chip của Snapdragon là 855 Plus nha. Máy thì ngoại hình tầm 97-98%. RAM 6 bộ nhớ trong 64GB. X2 Pro 855 Plus nha. Màn hình OLED. Giá bán là 4.550.000 nha, Realme X2 Pro. Samsung Galaxy Note 21 Ultra 5G, 2 SIM chính hãng Samsung Việt Nam, 14.700.000 nha, máy 98%. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, RAM 6 128, máy đẹp 99 nha, 4.750.000. Con này thì mình có hai màu luôn, màu đồng và màu trắng này nha, màu đồng và màu xanh này chứ. Xiaomi Redmi Note 9 RAM 4 128 máy đẹp 98 nha. Giá bán là 2.950.000. Oppo A95 4.500.000 máy đẹp 99 nha, A95 còn keng xà beng nha, không vết trầy luôn. Lay new. Xiaomi Redmi Note 10 RAM 4 128 máy đẹp 98 3.350.000 nha, Redmi Note 10. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 6 128 máy đẹp 99 nha. 4.000.000. Mình có RAM 4 128, giá bán là 3.750 và RAM 4 bộ nhớ trong 64 3.650 nha. Đủ loại RAM cho mọi người lựa chọn luôn. Redmi Note 9S RAM 6 128 3.500.000 nha, Note 9S máy thì còn rất là keng luôn. Redmi 10 3.000.000 RAM 4 bộ nhớ trong 64 máy đẹp như mới không biết trời. Con này thì màn hình to, pin trâu. Oppo Reno 7Z 5G nha, máy đẹp 99, 7.500.000, Reno 7Z 5G. Realme C21i RAM 4 128 28, RAM 3 32 là 2.500.000. Con này thì màn hình 6.8 inch Full HD, pin được 6.000, pin khá là khỏe. Xiaomi Mi 11 Lite 4G nha, RAM 8 128, máy đẹp 99, 4.800. Xiaomi Redmi K40 nha, K40. Con K40 này thì nó chạy chip khá là khỏe nha, chip Snapdragon là 870, màn hình OLED. RAM 6 128, máy đẹp 99 nha, K40. Màn hình OLED nha, camera 48 chấm. Giá bán của bên mình là 6.300.000. Redmi K40 nha, anh em nào chiến game thì mua con đó. Vivo V23e RAM 8 128, máy lay new 5.000.000. Xiaomi Redmi Note 9 Pro nha, Note 9 Pro RAM 6 bộ nhớ trong 64 3.750 nha. Hiện tại thì máy bên mình khá là nhiều luôn, anh em cứ có nhu cầu cứ tham khảo trên kênh YouTube của bên mình nha. Giá rất là nhiều luôn, anh em có thể xem những clip cũ nha. Còn này Xiaomi Mi 11T 5G, RAM là 8 bộ nhớ 256, 6.900.000, máy đẹp 99 nha. Xiaomi Redmi Note 10S RAM 8 128 4.150.000, máy đẹp 99. Note 10S. Samsung Galaxy A32 nha, RAM 6 128 máy 98 4.000.000 nha. Note 20 Ultra 5G thì bên mình có hai bản nha mọi người. Bản hàng chính hãng và sách tay. Sách tay là 13.900.000 nha, chính hãng là 14.500.000, máy 99. Còn bản 4G hàng chính hãng giá bán của bên mình là 13.500.000 nha. Note 20 Ultra chính hãng. Oppo A73 máy đẹp 98 nha, 3.650.000. A73 thì RAM 6 bộ nhớ trong 128GB, màn hình OLED. Oppo A16K RAM 3 bộ nhớ trong 32 2.350 nha, còn này thì vỏ nó hơi xấu. A15 RAM 3 bộ nhớ trong 32, máy thì đẹp 98 nha, 2.400.000. A15 Oppo Reno 5A 4.350.000 nha, Reno 5A, máy đẹp 99.
Con này thì mua của Thế Động nha. Mua mới tới 13 triệu. Con này bên mình bán với giá là 9 triệu 850 nghìn. Reno 7 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 nha. Giá bán là 13 triệu rưỡi. Bảo hành tới tháng 1 2023. Máy thì RAM 8 128, ngoại hình đẹp 99 nha. Phùng bóc, cái bóc nó bây giờ cũng chỉ có bằng cáp thôi nha mọi người. Galaxy S21 FE 5G, RAM 8 128, 11 triệu rưỡi nha. Máy đẹp 99%, chính hãng, bảo hành dài. S21 FE 5G. Cây này thì bảo hành rất là dài luôn, RAM 8 256, ngoại hình thì đẹp 99 luôn. Giá bán là 12 triệu, S21 FE 5G nha. 12 triệu nha mọi người, RAM 8 256. iPhone 13, con này cũng máy mới luôn, mới mua ngày 14, 15 gì đấy, cũng chưa có sử dụng tới nha. Hạt ti cho anh em luôn rồi. Máy new, chưa xài. Cây này thì iPhone 13 này thì hàng Việt Nam nha. Được bảo hành chính hãng 12 tháng, giá bán của bên mình là 19 triệu. Oppo A95, máy đẹp play new nha, A95, RAM 8GB, 4 triệu rưỡi nha, A95. Oppo A74, 4 triệu 1, máy đẹp 99, A74 thì có hai màu nha, xanh và đen. Oppo A54, RAM 6, 128, máy đẹp 99, 3 triệu 450 nghìn nha, A54. Xiaomi Mi 11 Pro, RAM 12, bộ nhớ 256, chip Snapdragon nha, 888. Hàng chính hãng, bảo hành dài, giá bán của bên mình là 9 triệu. Xiaomi Mi 11 Lite 4G, RAM 8 128, máy đẹp keng nha. Con này chạy chip Snapdragon là 730, giá bán của bên mình là 4 triệu 8 nha. Samsung A12 RAM 6 128, máy đẹp 99, 3 triệu 1, A12. Oppo Reno 5, máy đẹp 98% nha, 4 triệu rưỡi, Reno 5. iPhone 11 Pro Max 256GB pin 84, máy đẹp 98 nha, 13 triệu 9, 11 Pro Max. Samsung A02s RAM 3, bộ nhớ trong 32. Máy mới 98 nha, 2 triệu 150 nghìn, pin 5.000, những cái này pin rất là khỏe. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, RAM 6 128, 4 triệu 750 nghìn nha, màu đồng đẹp kê. Oppo A55, RAM 4 64, 3 triệu 6, 3 triệu 550 nghìn, máy đẹp 99 nha. Cây này thì mình có hai màu, đen và xanh. Xiaomi Redmi Note 9S, RAM 6 128, máy đẹp 3 triệu rưỡi, Note 9S. iPhone 7 nha, 32GB, pin 81, máy đẹp 98 nha, hơi trầy. Con này cũng qua thời gian lâu rồi nha, giá bán là 2 triệu 250 nghìn. iPhone 11 Pro, 64GB, máy đẹp 98, pin 85, 10 triệu rưỡi nha, 11 Pro. iPhone 11 nha, pin 84, máy đẹp 98, 8 triệu. iPhone 11 mình có cái này mà nó đốm nhẹ nha, iPhone 11 đốm nhẹ, đốm sáng nha, đốm trắng thôi, 7 triệu 450 nghìn. iPhone 13 Pro 256GB, máy đẹp 99, pin 100% luôn nha, 23 triệu 500, 13 Pro nha. Máy thì cực kỳ nhỏ gọn và đẹp. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, máy đẹp 98, 13 triệu 9 nha. Samsung A32 4 triệu, máy 98%. Những con A32 này mặt lưng nó rất là dễ trầy thôi, anh em về dán ghe việc lại là đẹp nha. RAM 6 128, màn hình OLED. Note 20 Ultra 5G, sách tay Hàn Quốc nha, RAM 12GB,
Chạy chip Snapdragon là gần là 865, ngoại hình 98 nha, giá bán là 13 triệu 9. Oppo A5 2020, RAM 3 bộ nhớ trong 64. Con này thì viền nó hơi trầy nha. Giá bán là 2 triệu 250 nghìn. Con này thì màn hình Full HD. Chạy chip Snapdragon là 665 nha. RAM 3 bộ nhớ trong 64. 2 triệu 250 nghìn. Xiaomi Redmi Note 9S nha. RAM 8 128, máy đẹp 99, 4150. Mình có màu đen thì tầm 4 triệu nha, máy trầy nhẹ. Galaxy Z Flip 3 bảo hành tới tháng 12 2022 nha, 13 triệu rưỡi, RAM 8 128, đây bảo hành tới tháng 10, máy đẹp 99 nha, RAM 8 128, 13 triệu rưỡi nha. Galaxy M32 RAM 8 128, máy đẹp 98, 4150, M32. Oppo A73 máy đẹp 99 nha, 3650. Oppo Reno 5A, con này thì RAM 8, RAM 6GB 128. Bản sắp tay nha, nhưng mà chạy chip khá là mạnh luôn, chip Snapdragon là 765. Camera chính là 64MP nha. Oppo Reno 5A 4 triệu 350 nghìn. Xiaomi Mi 11T 5G RAM 8 128, máy đẹp 99% nha, 6 triệu 850 nghìn. Galaxy Z Flip 3, con này thì RAM 8 256, hàng chính hãng, 2 SIM và 2 SIM nha. Giá bán của bên mình là 12 triệu 850 nghìn, con này chưa kết bảo hành nha. Samsung S21 FE 5G, máy đẹp 99, 9 triệu 8. RAM 6 128GB nha, 9 triệu 8. Oppo A15 RAM 3 bộ nhớ trong 32, máy 98, 2 triệu 550 nghìn A15. Oppo A74 phiên bản 5G nha, có 5G, camera 48 chấm, máy đẹp 99 nha, 4 triệu 350 nghìn A74 5G. Xiaomi Mi 11T 5G RAM 8 256, giá bán là 6 triệu 9 nha, máy đẹp 99. Oppo A53 RAM 4 128 2850, ngoại hình thì tầm 98%. Oppo A55 nha, máy đẹp 98 99, giá bán là 3450 cho máy 98 và máy 99 là 3550. A55. A55 thì camera 50 chấm nha. Vivo V23E máy đẹp 99, 5 triệu. V23E keng nha, 5 triệu, có đủ hai màu. Vivo Y72 5G 4 triệu nha, máy 98. Vivo V23 5G máy đẹp 99 nha, 7 triệu 8. V23 5G. Vivo Y21 S RAM 6 128 3 triệu 6 nha. Mình có RAM 4 128, giá bán là 3 triệu 4. Oppo Reno 6 5G 7 triệu nha, máy đẹp 99, Reno 6 5G 7 triệu. Vivo Y53 S nha, máy đẹp 98, 4250. Mình có máy mặt lưng nó hơi dăm nhiều, giá bán là 3850. Realme 8 4 triệu 350 nghìn nha, Realme 8 máy đẹp 99, 4350. Realme 7 Pro giá bán là 4350 luôn nha. Mình có Realme 8 Pro nữa nha, Realme 8 Pro bên mình bán máy đẹp keng 5 triệu. Rồi anh em là có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp với bên mình nha. Mọi thông tin chi tiết mình có để dưới phần mô tả video. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.